Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương. Hôm nay Hương cũng sẽ review cho quý anh chị mình một căn nhà siêu phẩm luôn. Đây là nhà mới hoàn toàn 100% pháp lý thì minh bạch rõ ràng, sổ thì đã có sẵn, có thể cho quý anh chị mình đi công chứng trong ngày thoải mái. Và cái ngôi nhà mình thì nó nằm gần chợ Long Thượng, cách chợ Long Thượng của mình đâu đó tầm khoảng là 300m thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dân cư ở rất là đông, đường thông hai hướng luôn. Ở đây thì sát cái ủy ban của xã Long Thượng, ngay chỗ phòng khám đa khoa Song Anh. Quý anh chị mình di chuyển ở đây thì tầm khoảng 100m thôi nha. Quá tuyệt vời cho một ngôi nhà. Giá tổng của nó chỉ có là 2.6 tỷ, sẽ tặng full toàn bộ nội thất cơ bản bên trong ngôi nhà, cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho quý anh chị mình vay, chỉ cần thanh toán trước cho bên Hương tầm khoảng 1 tỷ thôi thì quý anh chị mình có thể dọn và xách vali dọn vào đây ở rồi. Còn bao nhiêu thì mình sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và giờ thì mình di chuyển cùng em Hương Ú, mình tiến ra ngoài để mình có thể xem mặt dựng và đường xá ngôi nhà như thế nào anh chị nhé. Nếu như mình cảm thấy ngôi nhà này đẹp, hữu duyên với mình thì hãy nhanh tay liên hệ cho Hương để mình có thể về trải nghiệm thực tế. Thì bên đây, bên đơn vị Hương xây là có cho mình là 4 căn. 4 mẫu khác nhau anh chị ha, không mẫu nào giống căn nào cả. Thì Hương sẽ review sơ cho quý anh chị mình tham khảo ạ. Thì bên đó còn được 2 căn. Và bên đây mình có 2 căn anh chị ha, mái nhật, mái hộp thì đủ thứ kiểu cho quý anh chị mình luôn. Bên trong thì cũng sẽ set up nội thất cũng khác nhau nữa đó, nên Hương sẽ chọn ra một cái căn đầu tiên Hương sẽ review cho quý anh chị mình. Đường của mình thì rộng rãi lắm, xe hơi mình có thể di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà luôn anh chị. Ở đây thì dân cư thì ở rất là đông đúc, về để ở sinh sống quý anh chị ơi, không có sợ bị buồn và vắng đâu ạ. Ở đây thì mình đi chợ ra sát bên nè, đi chợ thì mình đi hướng này anh chị ha. Còn mình mà về ngay chỗ ủy ban của xã Long Thượng thì quý anh chị mình có thể di chuyển hướng này đó. Đường xá thì rộng rãi luôn, dân cư thì ở rất là đông. Ở đây thì bên đơn vị Hương cũng đang xây thêm một căn nữa nè anh chị. Thì quý anh chị ơi, nếu như mình thích cái mẫu nhà này và thích cái vị trí này thì hãy nhanh tay liên hệ cho Hương để Hương có thể dẫn quý anh chị mình vào khảo sát thực tế luôn. Giá của nó thì là 2.6 tỷ, còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ. Và giờ thì Hương sẽ vào trong review sơ cho quý anh chị mình tham khảo. Nếu như cảm thấy được thì hãy dành một ít thời gian cho em Hương Ú để mình về trải nghiệm anh chị nhé. Trước tiên bước vào bên trong thì bên Hương sẽ làm cho mình là một lớp cửa bằng sắt sơn tĩnh điện, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Sân của mình thì đậu xe hơi thoải mái, rộng rãi anh chị ha. Diện tích của mình là 1.500 và dài vào thì tới tận là 20 lận anh chị. Ở đây thì sẽ dòng cho mình một dàn tiểu cảnh nhìn rất là đẹp và bắt mắt cho ngôi nhà mình. Mẫu nhà của mình là mẫu nhà máy hộp, nhìn rất là sang. Bữa tối anh chị, ở đây mình mở hết các hệ thống đèn led lên luôn, ngôi nhà của mình rất là nổi bật nhất khu luôn anh chị ha. 4 căn rất là đẹp luôn. Mình về thì có 4 sự lựa chọn cho quý anh chị. 4 căn thì giá nó cũng sẽ bằng nhau thôi, cũng như là 2.6 tỷ. Mình về thì mình cứ vô từng căn, mình thấy cái vị trí ở trong căn nào đẹp thì mình chọn căn đó anh chị. Và vào trong nữa thì sẽ cho quý anh chị mình là lớp cửa thứ hai bằng nhôm xiên pha và kính cường lực chắc chắn và dày dặn vô cùng. Ở đây thì sẽ tặng lại toàn bộ nội thất cơ bản cho quý anh chị, một bộ ghế sofa ở đây anh chị nhé. Tường gạch thì bên Hương đã ốp PVC khắp hết ngôi nhà cho mình rồi, nên bước vào bên trong rất là mát. Nhà mình là nhà hướng Tây luôn. Và ở trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khối, hệ thống đèn đã full và đầy đủ cho gia đình mình ha. Ở giữa là một đèn pha lê nhìn dễ thương vô cùng luôn anh chị. Và giờ thì mình tiến thẳng ra phía sau để mình khám phá không gian bếp anh chị nhé. Khu vực đây sẽ cho quý anh chị mình là khu vực không gian nhà bếp, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bồn inox 304 chống rỉ sét cho quý anh chị mình luôn nha. Ở đây thì mình ốp cho mình một cái miếng BK chống nhiệt, chống cháy nổ ở khu vực này, là một cái kho tủ cho quý anh chị mình bên đây luôn. Mình có thể đựng vững những vật dụng lưu niệm của mình vào bên trong vẫn được anh chị nhé. Ở đây nhìn một cái cây, bức tranh đồng tiền nhìn rất là đẹp và sang cho gia đình mình anh chị. Ở đây thì em nhấn giá một cái khung cho mình là một cái khung viền, mình ốp PVC rất là chi tiết anh chị. Có một cái phòng ngủ ở phía bên dưới nữa anh chị nha. Nếu như mà gia đình mình đang tìm một ngôi nhà có cái phòng ngủ ở phía bên dưới cho ông bà lớn tuổi thì ở đây có sẵn cho gia đình mình luôn nè. Có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Trần thì rất là cao, trần thạch cao nguyên khói, có cửa sổ cho mình rất là mát luôn. Mình bước xuống tiếp nữa thì vẫn có một cái tranh thiên nga ở đây nè anh chị, một cái tranh 3D luôn nha. Và mình tiến ra sau thì sẽ là một cái sân sau, mát mẻ vô cùng luôn anh chị. Ở đây thì về anh chị cứ làm cái việc, mình làm cái khung
mình đưa ra anh chị ha, để mình che nắng che mưa cho khu vực không gian sân sau của mình. Mình có thể phơi đồ, phơi đạc rồi mình để máy giặt ở đây luôn, rất là tiện. Và ở đây là khu vực không gian nhà vệ sinh. Hương mời bạn Nguyễn Phim vào có thể quay sơ cho quý anh chị mình tham khảo ạ. Thì đầy đủ hết công năng cho gia đình mình rồi anh chị ha, không thiếu gì hết trơn luôn á. Quý anh chị ơi, xem đây rồi á, mình nhớ đăng ký kênh cho em Hương nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày. Một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share của quý anh chị cũng là động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn luôn. Và kim châm làm việc của kênh Nhà Xịn Minh Chánh luôn luôn cam kết với quý anh chị mình là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo, để tránh mất thời gian của nhau. Ở bên Hương thì làm việc ngay và chính chủ đầu tư. Quý anh chị mình cứ về đây khảo sát thực tế, nếu như mình ưng ý một cái mẫu nào thì Hương sẽ cho quý anh chị mình gặp ngay chính chủ và mình coi sổ sách và mình thương lượng trực tiếp luôn anh chị. Và cái con đường này sẽ cho mình bước lên là khu vực không gian tầng 1. Giờ thì em Hương mời quý anh chị mình ạ. Quý anh chị thân mến, Hương có mặt trên khu vực không gian tầng 1. Thì trên đây sẽ cho mình là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh và một không gian thờ anh chị ha. Ở phía trên cầu thang mình bước lên sẽ cho mình là một cái giếng chờ rất là sáng luôn. Ban ngày mình khỏi cần mở đèn đâu, mình chỉ cần mở cái đó ra thôi là cái giếng chờ của mình rất là thắp sáng cho ngôi nhà của mình. Tuyệt vời vô cùng anh chị. Và khu vực không gian nhà vệ sinh thì bên Hương sẽ để ở ngoài cho quý anh chị mình hai phòng dễ tiện và sinh hoạt hơn nhé. Và qua đây thì sẽ là cái phòng cuối dãy nhà đây ạ. Thì ngôi nhà này gia đình mình có thành viên tầm khoảng 4 người đổ lên thì ở rất là thuận tiện luôn, thoải mái. Có xe hơi thì sân đậu xe hơi tuyệt vời rồi. Đó, phòng rộng, có cửa sổ mát mẻ gia đình mình luôn. Trần là trần thạch cao luôn, rất là cao và thoáng anh chị ha. Bước vào coi trong ngôi nhà rất là mát mẻ nữa. Và mình tiến vào đây thì sẽ là cái phòng thứ hai ở trên tầng trên của mình ạ. Cũng y chang thôi, hệ thống đèn dây chờ rồi bên đơn vị Hương là làm âm tường hết cho mình luôn. Ở đây thì sổ hồng riêng nên điện nước cũng đã vào chính thức đầy đủ hết cho gia đình mình ha. Sổ thì đã có sẵn, quý anh chị mình về đây muốn đi công chứng lúc nào cũng được cả. Và tiến vào đây thì sẽ là các phòng lớn. Phòng này quý anh chị có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của mỗi thành viên mình anh chị ha. Trần thì cũng là trần thạch cao nè, có hệ thống đèn cho mình. Và mình tiến ra đây thì sẽ là một cái ban công rộng, dài, xuyên suốt. Thì bên Hương vẫn trồng cho mình những cái dàn kiển mini nè, sẵn hết rồi nè. Về thì chịu khó mình tưới nước lên á, là nó sẽ tươi tốt lắm. Tại không có ai tưới nước á nên mình héo một tí anh chị. Ở đây thì quý anh chị có thể quan sát nè, nhà thì ở đây rất là đông ha. Trước mặt mình nè, cái đường đó quý anh chị mình xuyên ra là khu dân cư mới luôn anh chị. Ở đó mình xuyên ra thì sẽ đụng phòng khám xong anh sát bên luôn. Và ngay cái chỗ ủy ban của xã Long Thượng, ở đây mình chạy ra đó tầm khoảng 100m là đến rồi. Còn mình về mà chợ Long Thượng á, thì từ đây mình chạy ra đó thì tầm khoảng 300m thì mình sẽ đụng một cái chợ Long Thượng luôn. Ở đây thì xe hơi, xe tải quý anh chị mình có thể di chuyển vào tới bên trong ngôi nhà. Sân rộng lắm nha, sân của mình đậu chiếc xe hơi luôn. Đây mình đậu được 4 chỗ, 7 chỗ vào bên trong ngôi nhà. Và giờ thì di chuyển cùng em Hương, mình tiến về khu vực nhà dưới. Hương sẽ một lần nữa trao đổi lại thông tin cho quý anh chị mình, rồi Hương sẽ kết thúc video nha. Quý anh chị thân mến, và nãy giờ thì Hương cũng đã quay sơ hết ngôi nhà cho quý anh chị mình tham khảo rồi. Nếu như mình cảm thấy mẫu nhà này hữu duyên với mình thì hãy nhanh tay nhấc máy lên liên hệ cho Hương nha. Hương sẽ gửi vị trí, thông tin cụ thể, sổ sách qua cho quý anh chị mình tham khảo trước khi mình dự định về đây. Và có muốn đi xem mẫu nhà thì em Hương hứa hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ủy ban của xã Long Thượng hoặc là ngay chợ Long Thượng nha. Hai đường đó, đường nào vào bên trong ngôi nhà mình cũng được cả. Và giờ thì Hương sẽ một lần nữa tiến ra ở phía ngoài để cho quý anh chị mình xem mặt dựng của ngôi nhà và thêm ba cái mặt dựng của ha ba căn kia luôn anh chị ha. Vì ở trong đây là bên đơn vị Hương xây tổng cộng là 4 căn và có 4 mẫu khác nhau. Ở bên trong thì setup nội thất cũng khác nữa, vì thời gian nó cũng rất là có hạn nên Hương cũng không thể nào mà quay cận cảnh và cụ thể hơn, nên có gì đó hơi bị thiếu sót thì cũng mong là quý anh chị ơi thông cảm bỏ qua cho em Hương nha. Giờ thì Hương chỉ quay sơ từng mặt dựng của ngôi nhà để cho quý anh chị mình tham khảo, rồi mình có thể về đây, mình có thể vào bên trong ngôi nhà mình khảo sát thực tế anh chị. Đây là cái căn số 1 nè và căn số 2. Ở bên trong là thiết kế đều là khác nhau hết, không căn nào giống căn nào đâu anh chị nha. Đó, thì diện tích của nó đều là 5 và dài 20 cả anh chị, và đều cho mình là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh, sân đậu xe hơi thoải mái. Đây là cái mẫu thứ 3 nè anh chị. Đó.
Và cái mẫu thứ tư đây, đây là mẫu cuối cùng ha. Mẫu này thì cách đây một tháng là Hương cũng đã review cho quý anh chị mình rồi. Đó, nếu như mà quý anh chị mình đã từng theo dõi Hương thì chắc chắn quý anh chị mình sẽ biết cái mẫu nhà này. Đó. Và xem ở đây rồi, quý anh chị ơi nhớ đăng ký kênh cho Hương để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày trên kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt share của quý anh chị cũng là động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được trọn vẹn và tốt hơn. Trong lúc quá trình làm việc Hương quay hay nói có gì đó thiếu sót thì cũng mong là quý anh chị ơi thông cảm bỏ qua cho em Hương nhé. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình.